Thưa quý vị, sáng nay 18 tháng 4, tức mùng 10 tháng 3 âm lịch năm Giáp Thìn, tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, thuồng khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ, thay mặt đồng bào chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, tổ chức trọng thể lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng. Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự và dâng hương, cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng ban Dân vận Trung ương. Trong suốt tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước, các thế hệ con cháu Lạc Hồng nối tiếp nhau đã trải qua bao cuộc đấu tranh với muôn vàn gian nan thử thách, hun đúc nên truyền thống đoàn kết, quật cường với lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự chủ, tự cường và niềm tự hào, tự tôn dân tộc sâu sắc, đã lập nên những kỳ tích vẻ vang, xây nền độc lập, giữ gìn non sông, khẳng định chủ quyền, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc. Tiếp nối truyền thống lịch sử hào hùng dựng nước và giữ nước hơn 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc ta, nhân dân ta đã phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, kiên cường đấu tranh giành độc lập, bảo vệ chủ quyền, thống nhất Tổ quốc. Tiếp tục vun đắp cơ đồ, đưa nước ta đổi mới, phát triển toàn diện, nâng cao tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế, giành được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Với tấm lòng thành kính tri ân công đức tổ tiên, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và lãnh đạo địa phương vào Thượng Cung, dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước để con cháu nối tiếp truyền thống Lạc Hồng, xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp, văn minh như ngày hôm nay. Trong giờ phút thiêng liêng của ngày giỗ tổ, triệu triệu con tim người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài cùng hướng về Đền Hùng với tấm lòng thành kính để tưởng nhớ tri ân công đức các vị vua Hùng, các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Hôm nay làm việc với Công an tỉnh Phú Thọ về triển khai đề án số 06, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai đề án số 06, theo hướng tổng thể toàn diện nhưng có trọng tâm trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó, có bước đi cách làm phù hợp, chắc chắn, hiệu quả. Thủ tướng đề nghị Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục quán triệt, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác công an, trong đó có các nhiệm vụ được giao theo đề án số 06. Thủ tướng lưu ý phối hợp tốt giữa các lực lượng, các cơ quan khác trong sử dụng dữ liệu dùng chung, tránh lãng phí, quan tâm đầu tư hạ tầng, phát triển hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, có tính mở, có thể sử dụng các hình thức phù hợp, hiệu quả như đi thuê thiết bị. Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục triển khai tốt các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, trong đó có bảo đảm an ninh an toàn lễ giỗ tổ Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện, hoạt động phù hợp với tình hình, luôn chủ động sáng tạo, nâng cao cảnh giác, không chủ quan lơ là trong mọi tình huống, gần dân, sát dân, hiểu dân, nắm vững địa bàn, bám sát đối tượng, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng và làm tốt các biện pháp nghiệp vụ, đặc biệt là ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số ngay từ cơ sở, quan tâm công tác đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu, làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng khác. Sáng nay, sau khi dự lễ dâng hương giỗ tổ Hùng Vương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm khảo sát công trường xây dựng dự án nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ. Dự án nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ được xây dựng trên lô đất có diện tích gần 18.000 m², công trình có quy mô 1.000 chỗ ngồi. Dự án có tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng từ ngân sách trung ương, địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác. Công trình khởi công tháng 4 năm 2022, đến nay khối lượng hoàn thành ước đạt 200 tỷ đồng, đang tích cực hoàn thiện và lắp đặt thiết bị, dự kiến hoàn thành trong năm 2024. Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Phú Thọ là vùng đất tổ linh thiêng với truyền thống lịch sử hào hùng, bản sắc văn hóa phong phú, độc đáo, có hai di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, gồm tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và hát xoan Phú Thọ, được UNESCO công nhận. Thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh Phú Thọ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nhà thầu và đội ngũ cán bộ, công nhân tiếp tục nỗ lực phát huy tinh thần trách nhiệm trong xây dựng, triển khai dự án, với mục tiêu bảo đảm tiến độ, tránh kéo dài gây đội vốn lãng phí, càng đưa công trình vào hoạt động sớm càng có lợi.
nhân dân được thụ hưởng sớm, đồng thời bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, chống tham nhũng tiêu cực. Tối nay tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã tổ chức khai mạc hội chợ xúc tiến thương mại cho khu vực kinh tế tập thể hợp tác năm 2024 khu vực phía Bắc với tham dự của 120 hợp tác xã đến từ 44 tỉnh, thành phố trong cả nước và 30 doanh nghiệp. Hội chợ là dịp để các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp các tỉnh, thành phố trưng bày, quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm của từng vùng miền. Đối với các đối tác, tổ chức doanh nghiệp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào quá trình sản xuất, kinh doanh, theo chuỗi giá trị, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu trong nước và xuất khẩu, góp phần từng bước khắc phục, tháo gỡ những điểm nghẽn đối với các hoạt động tiêu thụ sản phẩm, tiến đến xây dựng hình ảnh uy tín thương hiệu Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát triển bền vững. Các mặt hàng trưng bày tại hội chợ bao gồm các sản phẩm rau củ quả, nông sản chế biến, sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm hữu cơ, sản phẩm là các đặc sản của các vùng miền, làng nghề truyền thống, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, may mặc, máy móc, thiết bị, vật tư nông nghiệp công nghệ cao đều bảo đảm tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp, vệ sinh an toàn thực phẩm, các sản phẩm OCOP. Hội chợ diễn ra trong 5 ngày từ ngày 18 tháng 4 đến ngày 22 tháng 4 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông và công viên Thống Nhất, thành phố Hà Nội. Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 của thành phố Đà Nẵng là hơn 8.800 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị địa phương xử lý vướng mắc đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công năm 2024. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu tập trung cải cách hành chính, siết chặt kỷ cương, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm có tác động lan tỏa gắn với bảo đảm chất lượng công trình dự án, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí. Ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện, xác định đây là một trong các nhiệm vụ chính trị trọng tâm gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, là căn cứ quan trọng khi đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm. Đặc biệt, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu có chế tài xử nghiêm các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, thay thế kịp thời những cán bộ công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, phiền hà, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quản lý đầu tư công. Với mục tiêu hạn chế tai nạn giao thông trên cao tốc Cam lộ La Sơn, ngoài tăng cường hệ thống biển báo sơn vạch kẻ đường, Cục Đường bộ Việt Nam đã triển khai phân luồng hạn chế xe tải nặng và xe khách giường nằm, xe khách trên 30 chỗ ngồi lưu thông. Đến nay, giải pháp này đang phát huy được hiệu quả, giao thông trên tuyến cao tốc dần ổn định, ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân. 6 năm lái xe dịch vụ, anh Chí đã không ít lần chở khách qua tuyến Cam lộ La Sơn. Nhưng khoảng 10 ngày trở lại đây, khi tuyến đường chính thức triển khai hạn chế xe tải nặng, xe khách chở giường nằm và xe khách trên 30 chỗ ngồi, việc đi lại của anh đã thuận lợi và an toàn hơn nhiều. Từ ngày có cái phương án như vậy á, đỡ ức chế cho những cái phương tiện nhỏ chạy qua, và em thấy cái tuyến giao thông nó cũng đảm bảo an toàn. Khi triển khai phương án phân luồng hạn chế phương tiện, hệ thống biển báo đã được lắp đặt tại tất cả các nút giao với các tuyến đường kết nối vào cao tốc. Bên cạnh đó, cảnh sát giao thông cũng tăng cường lực lượng bố trí 3 tổ tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến. Những cái thông tin mà người dân cung cấp vào cái số của điện thoại đường dây nóng của trung tâm chỉ huy, và từ đó chúng tôi cũng đã cử cái chốt gần nhất để có mặt kịp thời hỗ trợ các cái trường hợp mà gặp sự cố này, hoặc là những cái trường hợp mà ghi nhận vi phạm qua người dân cung cấp để xử lý. Với những giải pháp đồng bộ, tình hình giao thông trên tuyến đã dần ổn định, những vụ việc gây mất an toàn đã được hạn chế. Tuy nhiên, cũng có ý kiến lo ngại khi áp dụng phân luồng như vậy sẽ tăng nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông trên quốc lộ 1. Nhưng thực tế, tại trạm thu phí Đông Hà, Quảng Trị này cho thấy, dù lượng phương tiện có tăng nhưng cũng chỉ trên dưới 1.000 xe một ngày đêm, có nghĩa là chỉ khoảng 10 đến 15%. Với áp lực lưu lượng như thế thì không có gây nguy cơ gây ùn tắc. Đối với vấn đề mất an toàn giao thông thì hiện tại chưa trên toàn tuyến chúng tôi đã bố trí các đủ các biển báo, các hệ thống phân làn, cho nên là vấn đề này thì cũng không gây mất an toàn. Vẫn biết
tăng phương tiện cũng đồng nghĩa với tăng thêm những rủi ro mất an toàn. Nhưng rõ ràng, sự ổn định về giao thông trên cả tuyến quốc lộ 1 và tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn cho thấy phương án phân luồng là phù hợp và cần sự chia sẻ từ các địa phương. Giải pháp tình thế này cũng sẽ không kéo dài. Hiện công tác chuẩn bị để đầu tư nâng cấp tuyến đường lên 4 làn xe theo đúng quy hoạch cũng đang được gấp rút chuẩn bị để có thể hoàn thành vào cuối năm sau. Ngày 17 tháng 4, Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã triệu tập 18 thanh thiếu niên để làm rõ về hành vi điều khiển xe tụ tập nẹt bô, điều khiển xe bằng một bánh trên địa bàn, đồng thời tổ chức tuyên truyền xử phạt cũng như yêu cầu cam kết không tái phạm. Trước đó, từ công tác xác minh, Công an thành phố Đà Lạt đã thu thập các thông tin, video, hình ảnh trên mạng xã hội và xác định có 18 thanh thiếu niên điều khiển 13 xe mô tô, thường tụ tập điều khiển xe thành nhóm, nẹt pô, rú ga, phóng nhanh vượt ẩu, buông cả hai tay khi đang điều khiển xe. Đặc biệt, một số trường hợp tụ tập 2 đến 3 xe mô tô bốc đầu rú ga ngay trước quảng trường Lâm Viên, hay chạy xe buông hai tay ngay trên đèo Pren, tiềm ẩn nguy hiểm gây ra tai nạn giao thông, thể hiện hành vi coi thường pháp luật. Trên cơ sở đó, lực lượng chức năng đã mời đại diện phụ huynh, gia đình các đối tượng thanh thiếu niên vi phạm lên làm việc, đồng thời yêu cầu gia đình phối hợp quản lý, không để con em điều khiển xe vi phạm. Hôm nay, Công an tỉnh Sơn La đã phá thành công vụ án giết người xảy ra tại xã Triềng Sung, huyện Mai Sơn, bắt giữ hai đối tượng sau 6 giờ gây án. Vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 18 tháng 4, Công an huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La nhận được tin báo của Công an xã Triềng Sung phát hiện anh Lường Quốc Việt, sinh năm 2007, trú tại Bản Búc, xã Triềng Sung, huyện Mai Sơn, chết chưa rõ nguyên nhân. Nơi phát hiện nạn nhân tại đoạn đường vắng thuộc Bản Cang, xã Triềng Sung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Phần đầu nạn nhân có nhiều vết thương bất thường nghi vấn do tác động của ngoại lực. Sau 6 giờ truy vết, lực lượng công an huyện Mai Châu đã xác định được thủ phạm và tiến hành bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lò Chính Lương, sinh năm 2009, và Hoàng Văn Tiến, sinh năm 2006, cùng trú tại xã Triềng Sung, huyện Mai Sơn, về hành vi giết người và thu giữ hung khí gây án. Hiện vụ án đang được công an huyện Mai Châu tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.